Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng nhau cắt dán một chú gà mái nhé. Rồi, để thực hiện được cái phần bài tập cắt dán này thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cây kéo thủ công. Và làm thế nào để có thể sử dụng được cây kéo này? Các bạn sẽ sử dụng bằng 3 ngón tay, ngón cái và 2 ngón còn lại là ngón trỏ và ngón giữa. Ngón cái các bạn sẽ cho vào trong hình tròn thứ nhất, ngón trỏ và ngón giữa các bạn sẽ cho vào hình tròn thứ hai như thế này nhé. Và như vậy chúng ta có thể điều khiển được cái kéo này dưới đất. Và việc đầu tiên là các bạn phải cắt rời cho mình phần chú gà cần phải cắt nhé. Rồi, để có được chú gà này chúng ta phải cắt theo cái đường viền. Bây giờ các bạn sẽ cùng phải thực hiện cắt với mình nha. Chú gà mái rất là dễ cắt đúng không nào? Bây giờ các bạn sẽ phải dán vào hình nhé. Chúng ta dán vào đâu nhỉ? Có thể là dán vào đây. Ồ, không đủ chỗ rồi, mình dán vào đây nhé. Đây đi. Bây giờ chúng mình phải lấy gì nhỉ? Băng dính hai mặt này. Các bạn hãy cắt một miếng băng dính hai mặt ra cho mình và dán ra đằng sau của con gà nhé. Ok, và là mình đã hoàn thiện xong phần cắt và dán một chú gà mái rồi đấy các bạn ạ. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Bây giờ ngày mai mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng đi tập cắt dán một chú gà con này các bạn ơi. Bye bye, chúc các bạn có buổi tối rất là vui vẻ. Tạm biệt tất cả các bạn.